Hi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình có dòng máy hàng Yashic ZX7 300E này, thì muốn cùng với tất cả anh em trải nghiệm từ vỏ hộp bên ngoài đến bên trong cấu tạo của máy và cái dòng hàng ra của máy nó như thế nào nha. Và đây là một cái vỏ hộp của máy hàng Yashic ZX7 300E và được công ty của Welcom được phân phối tại thị trường Việt Nam ha. Và đây là một cái thông tin cơ bản của cái hộp của sản phẩm này ha. Thì ở đây thì có ghi về dòng hàng cắt là 300A nè nha các bạn. Và cái công suất là 15,6 kV ha. Và cái kích thước đó là 585 nhân với 315 nhân với 435 mm. Và cái dòng máy này thì được sử dụng với điện gia đình mình luôn nha tất cả các bạn. Đó, điện áp là 220V ha. Và cái trọng lượng của máy nè, trọng lượng của máy thì toàn hộp luôn nha các bạn. Đây là trọng lượng của toàn hộp, phụ kiện của nó luôn nha các bạn, được 14,5 kg nè. Và mình cũng đã đặt cái sản phẩm này ở trên cân. Đây các bạn hãy cùng mình xem, thì mình thấy là ở trên cân mình thì chỉ cân được là 12,8 kg thôi ha. Thì cái này thì mình không biết là cái hãng cân sai hay là cái cân của mình sai nữa ha. Rồi thì bây giờ tất cả các bạn hãy cùng mình tháo vỏ hộp ra xem bên trong máy thì phụ kiện và máy nó như thế nào nha. Rồi giờ thì anh em hãy cùng mình tháo vỏ hộp nha tất cả anh em. Rồi mà mình cũng đã tháo được cái nắp của thùng giấy rồi ha. Trước mắt thì mình thấy nó có cho mình một cái sách hướng dẫn sử dụng này nha tất cả các bạn. Và một cặp giắc hàng ha, giắc hàng. Thì giắc hàng này là cặp lớn nha tất cả anh em. Cặp lớn. Thì kích thước của cái cặp này thì 35 nhân với 50 nha. Thì kèm theo cho chúng ta một cái lục giác nữa nè. Một cái lục giác. Và rồi thì mình thấy là con máy hàng Yashic ZX7 300E này thì nó chỉ kèm theo chúng ta là một bộ sách hướng dẫn sử dụng và một cái cặp giắc thôi ha. Thì bên trong thì không còn gì thêm. Và đây là con máy của nó. Và mình đặt trên cân luôn thì xem cái trọng lượng của con máy này thì nó nặng được bao nhiêu ký nha. Đó, như các bạn xem thì con máy nặng được 10,7 kg nha tất cả anh em. Đó, tổng trọng lượng của máy này thì nó nặng được 10,7 kg. Rồi thì bây giờ tất cả anh em hãy cùng mình khám phá xem thì máy thì được thiết kế như thế nào và cái cấu tạo của máy như thế nào ra sao nha. Và rồi giờ thì mình cùng với cả anh em xem con máy hàng Yashic ZX7 300E này sẽ nó được cấu tạo như thế nào nha. Thì trước mắt thì các bạn có thể thấy thì máy hàng Yashic ZX7 300E này nè thì được thiết kế hai núm điều chỉnh đó. Và cái núm điều chỉnh ở trên á là đây là núm điều chỉnh dòng hàng ha, nó có thể điều chỉnh từ 20 đến 300A. Ở trên kỹ mặt thì nó có ghi là điều chỉnh từ 1 đến 10 thôi ha, nhưng mà khi chúng ta điều chỉnh dòng hàng á thì cái đồng hồ này nè thì nó sẽ điều chỉnh từ 20 đến 300A thì hiển thị số lên cho chúng ta có thể nhìn thấy ở trên này ha. Đây là đồng hồ hàng, đồng hồ hiển thị dòng hàng. Còn nút bên dưới và đây nha tất cả anh em, thì có rất là nhiều anh em là hiểu nhầm đây là nút mà tăng độ ngấu hoặc là nút đủ các kiểu ha, nhưng mà đây chính là nút mà chỉ hỗ trợ mồi hồ quang thôi nha tất cả anh em. Đó, khi mà chúng ta gắn que hàng vào á thì muốn hàng cái vật liệu mà mỏng á thì mà không bị lủng á thì chúng ta vặn nút này lớn lên thì để cho mồi hồ quang nó bắt nó sẽ nhặn hơn so với mình không vặn nút này lên ha, chứ không phải là nút chỉnh độ ngấu giống như là tất cả anh em bây giờ nhiều anh em hay hiểu nhầm vào cái vấn đề đó ha. Và ở trên đây thì có nút đèn báo dùng để hiển thị nguồn điện vào nè. Đây là nút ở trên là nút đèn báo hiển thị nguồn điện vào, phần nút ở dưới là nút đèn báo hiển thị quá dòng, quá tải, quá nhiệt ha, tức là khi máy hoạt động quá cái công suất của máy đưa ra thì đèn báo này sẽ báo lên và đồng thời sẽ ngắt cái hồ quang chúng ta ra, không cho chúng ta hàng nữa. Và khi mà máy nguội lại và đảm bảo an toàn lại rồi máy mới hoạt động khởi động lại cho chúng ta sử dụng ha. Còn ở trên thì chúng ta có thể thấy đây là một cái logo của Yashic nè và Welcom nè. Đó thì cái logo Yashic này nè thì hồi cái dòng máy mà đời trước á, thì nó chỉ thiết kế logo Yashic này thôi nha tất cả anh em. Nhưng về cuối năm 2020 á thì Yashic nó chuyển sang là thêm chữ Welcom ở đằng trước mặt tiền của máy nữa thì để đảm bảo cho chúng ta có thể mua được hàng chính hãng hơn nữa mà đúng với giá trị của máy đưa ra ha.
Và đây là cái mã của sản phẩm luôn nha tất cả anh em, Z7 300E. Và cục hàng đưa ra, đây là cục hàng lớn nha tất cả anh em, đây là cục hàng lớn. Rồi bây giờ thì tất cả anh em mình xem bên hông của máy thì được thiết kế như thế nào ha. Thì ở bên hông này nè các bạn, thì được in chữ da xích ha. Đó, in chữ da xích, đó thì cái phông của nó thì giống vậy nè. Và đây một số khe mà dùng để thông gió. Còn bên này, đây, còn bên này thì nó in chữ welcome nè các bạn. Đó, in chữ welcome, cái phông đó thì nó cũng vậy thôi. Và cái chữ nó là chữ trắng và nền đen nha tất cả anh em. Và cũng có thiết kế cái lỗ thông gió nè. Còn phía sau, đây, đây là phía sau của máy ha. Phía sau của máy thì cũng được thiết kế một cái TV rất lớn. Và cái dây nguồn, và đặc biệt là dây nguồn này thì nó không có là không cho chúng ta chấm nha tất cả anh em, thì nó cũng bắt buộc là chúng ta là đấu vào cái cầu dao chính của chúng ta, cầu dao tại ở xưởng nhà của chúng ta, nên là hãng này thì nó không có làm cho chúng ta cái chấm đó. Và dây nó cũng rất là lớn nha tất cả anh em, đó, dây nó rất là lớn đó. Là đây là hai dây điện vào nè, đó hai dây điện vào, và còn dây mà có màu xanh với màu vàng ở trên đây nè thì nó làm cách sẵn á. Đây là dây kẹp mát nha, dây kẹp mát. Còn ở dưới thì nó thiết kế một cánh quạt nữa các bạn, cánh quạt dùng để giải nhiệt vào ha, dùng để giải nhiệt cho máy hoạt động sẽ tốt hơn. Và con máy này thì được lắp ráp và sản xuất ở tại Trung Quốc luôn nha, một cái công nghệ của nó là công nghệ của Anh Quốc. Và tất cả linh kiện của hãng gia xích đó thì linh kiện của nó là lắp ráp cho máy gia xích thì toàn bộ linh kiện đạt chuẩn hết nha tất cả anh em, thông số rất là chuẩn đó. Linh kiện của máy hàng thì nó phân ra rất là nhiều loại. Còn cái vấn đề này nữa thì tất cả anh em á thì khi mà mua sản phẩm thì hãy kích hoạt bảo hành nha. Thì con máy này thì có một cái tem này, tem bảo hành của Welcome. Thì khi các bạn mua sản phẩm về thì các bạn cào cái mã lớp bạc này nè, và các bạn soạn chữ XT nè, XT rồi khoảng cách, rồi nhập cái mã ở trên lớp bạc này chúng ta mới cào ra nè, và gửi đến 7039 ha. Thì cước phí của dịch vụ này là 1.000 đồng. Và khi các bạn gửi tin nhắn đến tổng đài này, rồi tổng đài nó sẽ phản hồi về cho chúng ta về một tin nhắn thì chúc mừng bạn đã mua được dòng sản phẩm máy hàng gia xích chính hãng Z7 300E ha. Và để đảm bảo hàng chính hãng hơn nữa thì các bạn có thể quét mã QR ở trên cái này nè các bạn. Đó, các bạn có thể quét mã QR ha. Đó, quét mã QR này thì nó ra cái dòng link của là gia xích Tết ha. Đó, như vậy các bạn hãy mua hàng sao cho đảm bảo ha, đảm bảo là hàng chính hãng để chúng ta sử dụng nó, cái chất lượng của nó thì sẽ làm chúng ta sẽ ok hơn khi chúng ta làm sản phẩm và chúng ta làm công trình đó ha. Rồi và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng tháo của nắp này ra nha, thì xem bên trong máy của máy hàng gia xích 300E này cấu tạo nó như thế nào nha tất cả anh em. Đó, và bây giờ mình bắt đầu tháo nha. Trước khi mà chúng ta xem cái cấu hình của sản phẩm cái máy hàng gia xích 300E này nè, thì tất cả các bạn hãy cùng mình đo cái sản phẩm này, thì xem sản phẩm này kích thước bao nhiêu ha, thì để cho tất cả anh em dễ hình dung hơn về cái kích thước của máy luôn ha. Và mình đã chuẩn bị thước rồi nè ha. Rồi và mình đo cái kích thước này thì cái chiều dài của máy thì được 485 nha tất cả anh em, 485. Và còn chiều cao của máy là 320 ha, 320 chưa tính tay cầm nha. Còn nếu mà tính luôn cái tay cầm thì 430 nha tất cả anh em, 430 nếu mà tính luôn tay cầm. Và cái chiều rộng của máy, rồi còn cái chiều rộng của máy thì các anh em mình xem ha, thì nó được thiết kế là 200 nha tất cả anh em, 200mm ha. Rồi thì bây giờ tất cả anh em mình hãy cùng mở nắp của cái con máy hàng gia xích 300E này ra xem cái cấu hình và cấu tạo được thiết kế như thế nào nha. Rồi, đây là một cái cấu hình của máy hàng gia xích 300E ha. Và mình cũng sẽ mở cái lớp trắng này ra. Cái lớp trắng này thì mình nghĩ là nó sẽ trắng cái ba vớ và trắng bụi. Và đồng thời nè các bạn, nó sẽ làm cho cái quạt gió này nè, nó thổi vào cái nhôm nó sẽ thông, nó sẽ đẩy mạnh hơn, giải nhiệt tốt hơn so với mình để mình không có trắng cái này ha, rồi để gió nó lùa vào các bạn.
luôn ha. Thì đây là một cái cấu hình của con máy hàng giá trị 7300E ha. Thì các bạn có thể thấy cái cấu hình của nó. Thì máy thì được thiết kế tới 3 bo nha. Đây là máy được thiết kế tới 3 bo. Và đây ở dưới là bo nguồn của máy nè. Đây là bo nguồn của máy. Và bo trên này thì nhiệm vụ là bo công suất. Và cái bo ở giữa này nè là cái bo mà diod đưa dòng hàng ra ha. Và bây giờ thì tất cả anh em hãy cùng mình xem nha. Thì máy thì được thiết kế bo nguồn nè. Bo nguồn là được thiết kế lên đến 6 tụ nguồn nha tất cả anh em. Và tụ nguồn của nó có thông số là 470 US, 400V ha. Đó. Và đây là cái sợi dây kết nối lên bo. Đây là dây nguồn chính ha, kết nối lên trên bo. Và còn bên này nữa. Thì bên này còn ha, thì bên này thì máy thì được kết hai relay chính ha. Hai relay chính này thì hai relay dùng để đóng ngắt mở nguồn điện mà 300V từ cái tụ này nè để lên nguồn điện chính á. Và hai cái sợi dây đen và sợi dây đỏ này nè là cái sợi dây mà kết nối nối các con diode nha các bạn. Diode của nguồn điện vào ha, diode nguồn điện vào. Thì ở đây nha các bạn. Điện vào là 220 nè, 220 là sợi dây đỏ này nè. Đó, sẽ vào các diode này. Cái diode này được nạp trên cái miếng nhôm này rồi nè, thì mình cũng rất là nhẹ khó nhìn thấy. Và các diode này nó sẽ đưa xuống đây là nguồn điện. Nguồn điện của nó cũng chỉ là 300V thôi nha tất cả anh em. Nguồn điện của cái những diode này đưa xuống đây thì cũng là 300V của DC thôi. Nó biến từ điện AC qua DC ha. Và các cái tụ này thì có nhiệm vụ là chứa và tích trữ cái dòng điện mà khi mà cái con diode này đưa xuống. Rồi. Truyền tải nguồn điện sẽ lên trên bo trên này ha. Đó, điện 300V á thì nó sẽ truyền tải. Đây, đây là cục âm dương của nguồn điện 300V hay tất cả anh em. Đó, nó chuyển lên trên này, lên trên bo công suất của nó. Dây đen là dây âm và dây đỏ là dây dương nha. Và máy thì ở trên bo công suất này các bạn thì được thiết kế lên đến 8 con IGBT nha tất cả các bạn. Đó, bên này là 4 con. Đó, 1, 2, 3, 4. Và còn bên này nữa. Cái thợ công suất nó thì được thiết kế 8 con thợ công suất nha tất cả anh em. Đó, 8 con, 1, 2, 3, 4 nè. Đó, thì được thiết kế 8 con luôn, thì được nạp lên các miếng nhôm dùng để giải nhiệt nè. Và cái bên phần sò diode ra này các bạn, đây là phần sò của diode đưa dòng hàng ra ha. Thì các bạn có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thì đó, thì bên này cũng có 5 con nè. Và còn bên này nữa, bên này có 5 con nữa nè các bạn đó. Bên này có 5 con nữa, thì tổng cộng là sò diode ra là nó có 10 con nha tất cả các bạn có thể dễ nhìn thấy. Và cái con sò công suất này thì cái mã là bao nhiêu thì mình gỡ ra cho tất cả anh em xem luôn ha. Rồi đây là con sò công suất của nó. Sò công suất của nó thì chạy con 40N60 nha tất cả anh em. Đó, thì nó chạy 8 con như vậy. Thì nó đây là sò công suất 40N60 là sò IGBT nha tất cả các bạn. Đó, sò IGBT. Và đây là cục biến thế của nó này các bạn. Đó, đây là cục biến thế của nó nha. Đây là cục biến áp nè. Đó, nó sẽ biến cái dòng điện dòng hàng anh đang chúng ta ra luôn ha. Nè, của nó nhôm và nó làm ban được thiết kế. Đây cũng là một cái quạt gió này các bạn, dùng để thổi để giải nhiệt cho cái các con sò này cho nó làm mát nè. Nó quạt gió đây ha. Thì khi mà thông thường thì chúng ta sử dụng á khoảng thời gian dài á thì cái đa phần là mấy hàng nó hay dễ bị đứt cái quạt gió lắm ha. Và cái quạt gió này nó không có hoạt động á thì nó sẽ không làm mát được các cái con sò linh kiện này. Thì các trường hợp mà báo lỗi quá tải của cái nút này nè thì nó hay xảy ra lắm. Và khi mà anh em để nguội lại anh em hàng lại được á thì đó, thì như vậy thì anh em hãy thay cho cái quạt này ha. Thì chúng ta thay cái quạt này thì sẽ khắc phục được cái bệnh đó ha. Và đây một cái cầu dao cái PCB của nguồn điện vào hai quạt đó, nó có đây là một cục rất là lớn luôn ha. Và ở trên thì cũng được thiết kế từ các bo đèn này các bạn, bo đèn và các cái nút vặn biến trở, hai nút vặn biến trở vào bên bộ phận xử lý nha các bạn. Đó, bên bộ phận này là bộ phận xử lý ha, thì nó cũng kết hợp giữa các linh kiện nổi và các linh kiện dán luôn ha. Đây, đây là cái dắt dùng để kết nối dây hàng ra ha, thì cũng làm bằng dây hàng, mình thấy là cũng làm bằng dây hàng ha, để đưa ra
các cặp hàng này của chúng ta. Rồi, và bây giờ thì đây là những gì mà chúng ta quan sát được cái cấu hình ở bên trong máy. Và bây giờ thì tất cả anh em chúng ta thì hãy thử xem cái dòng hàng của máy hàng 300 mb này thì nó đưa ra dòng hàng tối đa thì được bao nhiêu mb ha. Thì ở đây thì mình thấy là máy hàng gia chích cái loại 300e thì cái công suất là 300, nhưng mà cái thực tế mình đo dòng hàng ra thì được bao nhiêu thì anh em hãy cùng mình đo cái dòng hàng nó như thế nào nha. Và đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái máy hàng gia chích cái loại 300e rồi nè các bạn. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình đo lại cái sản phẩm máy hàng gia chích cái loại 300e này thì xem cái dòng hàng cao nhất của nó ra thì được bao nhiêu mb nha. Đó, và mình cũng đã chuẩn bị cái nối dây điện rồi nè, và cái nối dây kiềm hàng đầy đủ rồi nè. Và mình đây là một cái đồng hồ để mà đo dòng ampe luôn nha. Và mình cũng đã bật thang đo dòng ampe đó, các bạn có thể thấy. Và mình sẽ kẹp vào cọc dương của máy hàng nha, và kẹp vào dây dương của máy hàng. Rồi mình sẽ mở công tắc ở phía sau lên, và đồng thời mình vặn maximum của dòng hàng này lên luôn ha. Đó thì đây là điều chỉnh cái dòng hàng luôn nha tất cả anh em. Đó, điều chỉnh nè, đó, từ thấp nhất nè và cao nhất ha. Và cái nút hỗ trợ mồi hồ quang này thì mình vặn cao lên luôn ha. Rồi bây giờ tất cả anh em mình cùng đo ampe hàng ha. Và đũa hàng đây là mình đây là đũa hàng 3.2 nha tất cả anh em đó. Rồi tất cả anh em mình cùng xem nha. 245 nha tất cả anh em. 200, đôi lúc nó nhảy lên 265. Rồi ok ha. Thì cái dòng hàng của máy hàng này đưa ra thì mình thấy thì nó đạt khoảng 262 ha. Là ok. Rồi thì đây là cũng là một dòng máy hàng mà cũng rất là thích hợp sử dụng cho các công trình xưởng lớn này nọ ha. Thì mình xin dừng video tại đây. Thì nếu mà các bạn thấy video ok thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh ha, để ủng hộ mình, và đồng thời xem các video tiếp theo ha. Rồi xin chào tất cả các bạn. Bye bye.